Thưa quý vị và các bạn, treo cờ vào mỗi dịp lễ Tết từ lâu đã trở thành nét đẹp, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Đồng thời cũng là dịp để giáo dục, nhắc nhở thế hệ trẻ nhớ về truyền thống lịch sử và cội nguồn của dân tộc. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024 là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam nói chung, người dân thành phố Rạch Giá nói riêng. 79 năm đã qua, thế nhưng không khí rộn ràng cùng niềm tự hào về ngày Tết độc lập vẫn mãi ngân vang trong lòng mỗi người dân. Do vậy, ngày 2 tháng 9, người dân Việt Nam nói chung, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nói riêng thường treo cờ Tổ quốc trước sân nhà hoặc ở những vị trí trang trọng trước cửa để thể hiện lòng tri ân đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Anh Nguyễn Văn Úc ở khu phố 1, phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá cho biết, cứ đến ngày 2 tháng 9, gia đình anh lại vui như hội. Trong ngày này, dù vui vẻ, dù hân hoan, song như một truyền thống, lần nào anh cũng kể lại những ngày chiến đấu gian khổ, kể về tinh thần, ý chí quật cường của nhân dân ta cho các con nghe. Từ những điều đó, anh dặn các con phải sống sao cho đúng, phải luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân, để không phụ công ơn của những người đã đổ mồ hôi xương máu, đem lại hòa bình cho Tổ quốc. Được sống trong hòa bình độc lập thì là nhờ các anh hùng đã ngã xuống. Thì hôm nay là tự tay tôi là treo lá cờ. Bản thân tôi rất là tự hào. Khu phố của tôi ở nơi đây là nhà nhà nào cũng treo cờ để được khang trang và đẹp đẽ. Phấn khởi đón Tết độc lập của đất nước, anh Nguyễn Khoa Nam chia sẻ. Là công dân Việt Nam được treo lá cờ Tổ quốc vào các ngày lễ lớn của đất nước, anh rất vinh dự, vui mừng khi tự tay cầm lá cờ treo trước cổng nhà mình thật trang trọng, nhất là trong dịp quốc khánh Tết độc lập của dân tộc. Treo cờ để nhìn thấy hình ảnh cờ Tổ quốc phấp phới tung bay càng khẳng định thêm một lần nữa về những chiến công lừng lẫy năm xưa để mỗi người ghi nhớ và tự hào. Nhân dịp ngày lễ lớn của đất nước ngày 2 tháng 9 1945 với 2 tháng 9 năm 2024, 79 năm thì mỗi người dân Việt Nam đều có tinh thần là nồng nàn yêu nước. Tới dịp lễ thì cũng phải chủ động để bản thân là đảng viên chủ động ra treo cờ Tổ quốc cho nó đúng với một cái ngày với mình hưởng ứng cái ngày là trọng đại lớn của đất nước. Đồng thời cũng thể hiện cái tinh thần là yêu nước của mỗi người dân Việt Nam. Vận động bà con trên địa bàn khu phố, trên các tuyến đường tổ chức treo cờ đúng theo quy định cũng như cái thời gian thông báo treo cờ và kết thúc. Thì từ đó thì năm nhìn chung thì bà con treo cờ rất là khang trang, tinh thần là năm nay là rất là phấn khởi. Thì cũng thể hiện được cái tinh thần lòng yêu nước của người dân cũng như thể hiện được cái sự văn minh đô thị rồi đường phố xanh sạch đẹp của cái địa phương mình. Độc lập tự do mãi khắc ghi trong tâm trí của mỗi người. Chúng ta, những người đang được hưởng độc lập tự do hôm nay, nguyện không ngừng rèn luyện, học tập, vượt qua những khó khăn, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp để mãi khẳng định chân lý. Không có gì quý hơn độc lập tự do.